câu chuyện khi mà một bạn tiktoker đưa lên hãy lắng nghe bình tĩnh nghe nha được chưa bạn có nói rằng điều sai là từ ban tổ chức đúng không Blackpink lạch binh không có sai đúng không chính xác chưa vậy cái việc chúng ta mua vé hay không hay hay là cái việc mà đợi chính thức từ những cái bên liên quan người ta lên tiếng có cấp cao lên tiếng các bạn hãy lắng nghe lắng nghe từ từ vì thật sự chưa có một cái lời giải thích chính thức vì cái web ấy nó sập rồi hoặc nó khóa lại rồi hiểu không và vẫn chưa có một cái lời chính thức từ phía công ty yg là có còn sọt hay không hay là bị hủy đúng chưa đúng chưa các bạn biết rằng để mời được bắt Blackpink về Việt Nam chờ đợi 7 năm nha chờ đợi 7 năm bởi vì Blackpink đi sâu toàn thế giới nghĩa rằng là Blackpink đi rất nhiều năm bây giờ mới về được Việt Nam đồng nghĩa với việc Blackpink đang quảng bá hình ảnh cho Việt Nam nha đang quảng bá hình ảnh cho Việt Nam giả sử giả sử nếu như chẳng may câu chuyện đường lưỡi bò có diễn ra thật và con sọt Blackpink bị hủy thì người sai là ban tổ chức không phải là Blackpink. Đúng chưa? Vậy, cái việc tôi mua 300 cái sọt lai tích để tặng cho fan tôi mua từ công ty YG tại Hàn Quốc thì có ảnh hưởng gì đến cái việc mua vé của ban tổ chức hay không trả lời một câu chính xác đúng không ạ à? mình đang ủng hộ cho blackpink mình không ủng hộ cho những cái người không yêu nước được chưa đúng không kể cả không có câu chuyện này xảy ra thì các bạn fan vẫn mua sở like tích bình thường bởi vì mình là cái đứa yêu thích blackpink mình không nói là mình là fan cuồng Hay là fan đầm hay là bò linh Nhưng mình là một người yêu thích Blackpink Bởi vì bài hát nào gần Một hai năm gần đây mình đều nghe Blackpink Và mình cực kỳ hào hứng Và mình mua slide tích để tặng cho các bạn fan Blackpink